Chào mừng quý vị quay trở lại với OV Đại Bàng. Cần Thơ được xem như là thủ phủ của miền Tây nên tại đây cũng là nơi xuất thần của nhiều giang hồ cụm cán. Trong video này, xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm danh top 5 đại ca khét tiếng nhất đất Cần Thơ từ xã hội đến nhà tù. 1. Anh em Hiệp Sắc Lồ, Tâm Khỉ Già. Nhắc đến giới giang hồ Cần Thơ thì không thể không nói đến Hiệp Sắc Lồ và Tâm Khỉ Già bởi đây là hai anh em đã có tiếng từ những năm 90. Hiệp Sạc Lô, tên thật là Vũ Nghĩa Hiệp. Được biết Hiệp Sạc Lô là giang hồ cộm cán ở miền Tây, có rất nhiều tiền án về các tội danh. Trong quá khứ đầu năm 2003, sau khi chấp hành bản án về tội cướp và cướp giật, Hiệp ra tù, về nhà chưa được bao lâu, thì lại tiếp tục tụ tập bằng nhóm để quậy phá. Vì vậy, giữa năm 2003, Hiệp lại bị địa phương lập hồ sơ cưỡng bức lao động 2 năm Đến ngày 17 tháng 9 năm 2005, Hiệp được thả về. Tối ngày 11 tháng 5 năm 2012, sau khi uống rượu say, Hiệp đến tiệm Internet thuộc phường An Phú đập phá đồ đạc và dùng mũ bảo hiểm đánh chủ tiệm vì cho rằng tiệm này dụ dỗ con của Hiệp chơi game suốt ngày. Khi được mọi người can ngăn, Hiệp ra về. Tuy nhiên trên đường về Hiệp nhớ lại mâu thuẫn trong buôn bán với nhà anh Thái Đức Quang ở đường 30 tháng 4 phường An Phú nên đã tìm đến nhà anh Quang để chửi bới đập vỡ kính cửa và nhiều đồ đạc trong nhà. Khi công an địa phương đến can thiệp, Hiệp tiếp tục chống đối và nắm cổ, giật đứt cầu vai của công an phường. Lực lượng làm nhiệm vụ phải gọi cảnh sát 113 hỗ trợ mới khống chế được Hiệp. Tại phiên tòa ngày 13 tháng 11 năm 2012, Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều tuyên phạt Hiệp bức án 18 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ. Tính đến thời điểm 2013, Hiệp Sạc Lô đã có tới 4 tiền án với tổng hình phạt 15 năm, 6 tháng tù. Nếu tính luôn 2 năm bị tập trung cải tạo, thì chùm giang hồ này đã ăn cơm trong trại hơn 17 năm. Không dừng lại, ngày 30 tháng 8 năm 2013, sau khi chấp hành xong bản án về tội chống người thi hành công vụ, ra tù Hiệp Sạc Lô thấy một số tay giang hồ cộm cán như Đảo Dũng, Hùng Lãng Tử, Sang Vựa Cá vân vân lần lượt bị sờ gáy hoặc các kiếm, trong khi tâm khỉ già, em ruột hiệp là tay giang hồ chuyên bảo kê cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê, lại bị tai nạn giao thông, tàn phế, nên hiệp sạc lô muốn thế vị. Hiệp nhen nhóm lập bằng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen, nhằm tiếp tục bảo kê trường gà, đòi nợ thuê và đâm thuê trái mướn. Đến đầu năm 2015, Hiệp đích thân ra tay để giải quyết phi vụ đòi nợ thuê với số tiền khá hậu hĩnh. Theo đó, một người quen của Hiệp mua một căn nhà đã trả tiền xong, nhưng khi dọn vào ở thì bị ông Võ Văn Bạn tranh chấp. Hiệp nhiều lần điện thoại yêu cầu ông Bạn giao nhà cho người quen Hiệp vào ở, nhưng ông Bạn không đồng ý. Vì căn nhà trên, ông cho người quen ở nhờ, nhưng người đó tự ý đem bán. Tối ngày 3 tháng 1 năm 2015, khi ông Bạn và con trai là anh Võ Hoàng Toàn cùng một số người bạn đang nhậu tại một quán ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thì Hiệp tiếp tục điện thoại, nói muốn nói chuyện với ông Bạn khi ông bạn cho biết là đang nhậu tại quán trên hiệp chạy xe đến và dùng dao đâm một nhát vào vai ông bạn anh toàn thấy vậy nhảy vào can ngăn cũng bị hiệp đâm một nhát vào đùi nhưng anh toàn vẫn cố gắng dùng chai bia chống trả làm hiệp bị thương và chạy ra xe tẩu thoát quê ở bình phước nhưng mỗi lần vi phạm pháp luật hiệp lại khai ở tây ninh để che giấu gốc gác của mình với nghề chăn nuôi thời trẻ hiệp sạc lô lập gia đình với một người phụ nữ ở thành phố cần thơ và chuyển về sinh sống tại phường An Phú. Do chỉ học đến lớp 3, nghề nghiệp không ổn định, lại có dấu hiệu nghiện. Hiệp thường xuyên tụ tập các thành phần bất hảo để hoạt động trái pháp luật. Theo cơ quan điều tra, từ ngày Hiệp ra tù thì mọi hành vi của Hiệp luôn nằm trong tầm ngắm của lực lượng trinh sát. Tuy nhiên nhờ bề dày kinh nghiệm đối phó với cơ quan điều tra nên khi có vụ việc liên quan thì Hiệp lại tạo cho mình chứng cứ ngoại phạm. Ngoài ra, Nạn nhân của băng nhóm Hiệp sợ bị trả thù nên không hợp tác hoặc trình báo với công an. Vì vậy hơn một năm sau khi ra tù, Hiệp vẫn điều hành băng nhóm đòi nợ thuê mà không bị phát hiện. Năm 2020, Hiệp Sạc Lô tiếp tục gây án giết người và phải chung thêm một khóa khá dài. Hiệp có một người em trai là Tâm Khỉ Già, cũng cực kỳ số má tại Cần Thơ, được đánh giá là còn hơn cả Hiệp. Tuy nhiên khi đang ở đỉnh cao giang hồ thì Tâm Khỉ Già bị tai nạn giao thông liệt người từ đó không còn tên tuổi trong giang hồ nữa. 2. Sơn Kho Tên thật là Trần Thanh Sơn, sinh năm 1973, ngụ ở đường Tùng Thiện Vương, phường 11, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Được biết Sơn Kho là giang hồ gốc Sài Gòn, từng là đàn em trong băng nhóm Nam Cam khét tiếng. Trong vụ án Nam Cam và đồng bọn, Trần Thanh Sơn cũng bị truy tố về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và phải thụ án tù tại trại giam T16 Bộ Công an. Đầu năm 2005, Sơn được ra tù rồi về xã Trung Kiền huyện Thốt Nốt, Cần Thơ, đứng ra tổ chức kinh doanh lúa gạo và tạo được danh tiếng tại đây. Năm 2005, Sơn Kho tiếp tục bị bắt dưới Cần Thơ về tội cướp tài sản. Cụ thể, sáng ngày 5 tháng 3 năm 2005, Sơn cùng Phương Cẩm Bình, còn tên gọi khác là Từng, ngồi uống cà phê tại quán Huỳnh Như, xã Thuận Hưng, huyện Thốt Nốt. Tại đây, Sơn kể cho Bình nghe vào năm 2001, Sơn bị các anh Đức, Ni, Hận ở quận Ô Môn chơi bài bịp lấy của Sơn số tiền 60 triệu đồng. Nghe xong, Bình bàn với Sơn gọi các anh Đức, Ni và Hận đến đòi lại số tiền trên. Để tăng áp lực đối với đối phương, Sơn và Bình gọi thêm đồng bọn là Hải, Tạo, Hiền và Tân đều là những đối tượng bất hảo có tiền án tiền sự ở địa phương tham gia. Đến 14 giờ cùng ngày, hai anh Đức và Hận có mặt ở quán cà phê theo lời hẹn của Sơn. Lúc này Sơn đưa ra lý do đòi lại tiền, nhưng Hai Anh Đức và Hận phủ nhận, không có chuyện chơi bài bịp như Sơn nói. Tức khí Sơn dọa nếu không trả sẽ giết chết. Cùng lúc Bình nhảy vào hành hung và cướp điện thoại di động của Anh Hận. Thấy bạn bị đánh Anh Đức lên tiếng liền bị Bình quay sang tấn công tới tấp và cướp luôn điện thoại di động của Anh Đức. Sau khi cùng đồng bọn gây án, Sơn đã bỏ trốn, bị cơ quan cảnh sát điều tra ra lệnh truy nã và bị bắt như đã nói. Mặc dù đã có tiền án chưa được xóa án tích, nhưng tại cơ quan công an, Sơn đã không thật thà khai báo, đổ lỗi cho các đối tượng có liên quan, gây cản trở cho quá trình điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Cần Thơ phê chuẩn lệnh tạm giam 4 tháng đối với Trần Thanh Sơn để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. Sau vụ này, thì Sơn Kho phải chung một khóa nhưng sau đó trở về Cần Thơ và tiếp tục hoạt động. Đương nhiên, cũng tạo thành một thế lực tại Thốt Nốt, Cần Thơ. 3. Hiền Kháp Là một giang hồ số má tại Cần Thơ, được biết thổ ban đầu thì Hiền Kháp đi theo Sơn Kho, nhưng sau này khi đủ lực thì Hiền tách ra làm ăn riêng và tạo được số má của mình ở đất Cần Thơ. Người dân ở Cù Lao Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ trước đây sống rất yên bình, đầm ấm. Thế nhưng kể từ khi con cá cha bé Duyên với vùng đất Cù Lao này, thì bộ mặt của Tân Lộc nói riêng và Thốt Nốt nói chung đã thay ra đổi thịt chóng vánh. Nhiều tỷ phú cá trà cũng lần lượt xuất hiện ở Thốt Nốt, góp phần rút huyện vùng ven này nhanh chóng được nâng cấp lên quận. Tuy nhiên, đi cùng với sự thay đổi, Thốt Nốt gần đây nổi lên là địa bàn trọng điểm của bọn tội phạm bởi hàng loạt vụ án phức tạp liên tục xảy ra. Người ta cho rằng cái tên Thốt Nốt tưởng chừng như rất quê mùa nhưng đang dần trở thành hình ảnh của quận 4 Sài Gòn ngày trước. Trong đó nổi bật nhất trong giới giang hồ chính là Hiền Kháp, tên thật là Trương Phong Hiền, sinh năm 1980. Được biết, Hiền Kháp là một anh chị khá khét tiếng tại quận Thốt Nốt khi có nhiều chiến tích và đàn em khá đông đảo. Một trong những vụ thanh toán nổi bật của Hiền Kháp chính là vụ truy sát tại một quán karaoke ở quận Thốt Nốt. Cụ thể, tối ngày 30 tháng 5 năm 2013, Tuấn Chín Ngón, em bà con với Hiền Kháp cùng nhóm bạn đến quán karaoke do chế thị lệ trình làm chủ ngụ phường thôn nốt quận thôn nốt ca hát ăn nhậu tại đây tuấn chê giá âm thanh của chị trinh hát giờ rồi dẫn đến cự cãi bực tức trinh cho người đóng cửa quán ra lệnh cho lê thanh tròn và lâm hoàng vũ cùng cha chồng là nguyễn văn bàn xông vào đánh chém tuấn sau khi thoát được ra ngoài bằng cách treo qua rào lưới b bốn mươi tuấn gọi cho hiền kháp và trương phong khánh nhờ trả thù sau đó Hiền Kháp huy động đàn em và nhiều nhóm côn đồ khác với hơn 50 người mang theo nhiều hung khí như mã tấu, bom xăng, gạch đá đến quán karaoke của Trinh để trả thù. Đặc biệt, do có mối quan hệ với Hiền Kháp nên khi được nhờ cậy, Châu Ngọc Thưởng 30 tuổi ở Sóc Trăng đã ra lệnh cho đàn em đang ngụ tại khu dân cư 586 quận Cái Răng, Cần Thơ đến trợ giúp. Ngoài ra, Hiền Kháp gọi cho Trung Quốc Tài, một đối tượng hình sự khác ở Cần Thơ, xuống thôn Nốt chỉ viện. Khi các cánh quần tập trung đủ khoảng gần 60 người tại điểm hẹn là hẻm lò gạch, cả bọn chế tạo bom xăng, mang ba bao mã tấu cùng khẩu trang cho đồng bọn bịt mặt, lấy một số gạch đá làm hùng khí. Khi thấy quán karaoke của Trinh đóng cửa, cả bọn kéo sang nhà cha ruột của Trinh ở khu vực Long Thạnh 1, phường Thốt Nốt. Đến nơi, thấy cửa rào đã khóa, bọn chúng bên ngoài la ó và chửi thề. Lúc này anh chế Hoàng Việt, em ruột trình và anh Tô Văn Tuấn em hàng xóm ở căn nhà đối diện. Vừa bước ra thì bị một nhóm người xông vào nhà, đập bể cửa kính tivi, tủ nhôm, tủ lạnh vân vân, rượt chém anh Việt và Tuấn em gục trong nhà vệ sinh. Gây án xong, cả nhóm lên xe bỏ đi, vứt bỏ hung khí. Theo kết luận giám định pháp y, anh Việt thương tật 64%. Tuấn em 6%, vụ chém người gây náo loạn trong đêm và rúng động cả đất Cần Thơ. Hiền Kháp từng có 3 tiền án Năm 2007, Hiền Kháp bị Tòa án Nhân dân huyện Thôn Nốt, nay là quận Thôn Nốt, tuyên phạt mức án 2 năm 3 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích. Gia tù Hiền Kháp được suy tôn làm đại ca, với nhiều đàn em dưới trướng luôn sẵn sàng nghe lệnh. Sau vụ chém người kinh hoàng tại quán karaoke, Hiền Kháp nhận mức án 20 năm tù và hiện tại vẫn đang trong trại giam. 4. Hùng Lãng Tử Trong giới giang hồ Cần Thơ những năm 90 đến nay, Chắc không lạ gì với cái tên Hùng Lãng Tử, bởi đại ca này đã nổi lên từ thập niên 90. Hùng Lãng Tử tên thật là Nguyễn Tấn Lộc, sinh năm 1961, ngụ phường An Lạc, quận Ninh Kiều. Trong cuộc đời giang hồ của mình, thì Hùng Lãng Tử có đến năm tiền án một tiền sự về các tội trộm cắp, cướp giật tài sản, cưỡng đoạt tài sản vân vân nên được xem là trùm giang hồ ở Cần Thơ. Công việc thường ngày là chuyên đi đòi nợ thuê, bảo kê đâm thuê chém mướn, gây bức xúc trong dư luận làm mất an ninh trật tự trên địa bàn. Không chỉ có số má ngoài xã hội mà trong tù, Hùng Lãng Tử cũng gây dựng được tên tuổi của mình ở các trại giam miền Tây. Năm 2013, Hùng tiếp tục bị bắt thêm một lần nữa bởi hành vi giết người. Theo hồ sơ vụ án, tối ngày 19 tháng 10 năm 2012, anh Đoàn Ngọc Vinh, chủ quán cà phê Đăng Khoa, dục nhân viên dọn bàn ghế nghỉ bán, Nguyễn Quang Hà, nhân viên quán vừa thu bàn ghế thì bất ngờ có một số khách lạ Chẳng nói chẳng rằng Ba đối tượng vừa tắt xe máy Liền xông vào cổng quán rút hung khí tấn công Hà quang ghế bỏ chạy Nhưng không thoát được lưỡi rào oan nghiệt Của các đối tượng trên Một số nữ nhân viên phục vụ hoảng sợ chạy toán loạn Nghe tiếng kêu cứu của nhân viên Anh Vinh từ trong nhà bước ra Liền bị chém và tử vong sau đó Theo điều tra trong số đối tượng gây án có mình là khách hàng ngồi đồng tại quán cà phê Đăng Khoa. Những lần đốt thời gian bên tách cà phê, mình quen biết Linh một tiếp viên của quán. Theo lời kể của Linh, mình thường ghen tuồng bóng gió. Có lần, mình đập điện thoại của người tình bởi cho rằng Linh vừa điện thoại cho thanh niên lạ mặt. Không chịu nổi, Linh chủ động chia tay, nhưng mình thường xuyên đến quán gây sự. Chiều ngày 19 tháng 10 năm 2012, mình điện thoại cho đại ca Hùng Lãng Tử nhờ điều đàn em đến để gian xếp cuộc tình tay ba. Hùng điện thoại cho sĩ, huy động đàn em mang theo hùng khí đến quán đàng khoa để quậy phá chém chết anh Vinh và làm bị thương anh Hà, cuối cùng Hùng Lãng Tử phải nhận thêm 18 năm tù nữa. Năm Sang Vựa Cá hay còn gọi là Sang Bập, tên thật là Trương Văn Sang, là một giang hồ khá có số má, được biết Sang hoạt động chủ yếu bảo kê cho vay tại các chợ cá trên địa bàn Cần Thơ. Trải qua rất nhiều cuộc va chạm, Sang mới dần dần lấy số má và có nhiều đàn em là tay đào tay búa. Sang Vựa Cá đã nổi tiếng trong giới giang hồ Cần Thơ từ khá lâu bởi các thành tích của mình. Khi để bảo kê cho các vựa ca lớn tại Cần Thơ thì không phải tên giao hồ góc ké nào cũng có thể làm được. Trở thành đại ca số má trong một thời gian dài, bất ngờ sang bập lại bị bớ trong chính ngày đầy tháng của con. Cụ thể lúc 20 giờ ngày 8 tháng 8 năm 2013, gần 100 cán bộ chiến sĩ công an thành phố Cần Thơ bất ngờ ập vào tầng trệt nhà hàng Diamond Palace ở 45 Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ phát hiện 53 đối tượng đang dự tiệc đầy tháng có biểu hiện sử dụng trái phép chất cấm. Tại hiện trường, lực lượng công an bắt quả tang 4 đối tượng tàng trữ trái phép mai thúy trong đó có sàng mập sinh năm 1968 ngụ phường An Cư. Trên đây là 5 đại ca khét tiếng nhất đất Cần Thơ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để mua OV Đại Bản. Xin chào và hẹn gặp lại.